năm học mới 2016-2017 đã cận kề. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, đến thời điểm này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị xã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cũng như đội ngũ giáo viên. Với trường tiểu học Tràng Dương, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, thì niềm vui lại được nhân đôi trong lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 vì năm học này, nhà trường vinh dự đón bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường Tiểu Tràng Lương đang tập trung công tác dọn vệ sinh trường lớp, trang trí khánh tiết để phục vụ cho lễ khai giảng năm học mới diễn ra trang trọng, tiết kiệm và ý nghĩa. Còn tại các trường như Tiểu Kim Đồng và Chùa Cơ sở Nguyễn Du, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, các công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đều được các nhà trường chuẩn bị khá chú đáo. Đến giờ phút này, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của các nhà trường đều rất vui mừng, phấn khởi. Năm học 2016-2017, thị xã Đông Triều có 79 trường với khoảng 29.000 học sinh ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để chuẩn bị cho năm học mới, phòng giáo dục và đào tạo thị xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị xã tu sửa các phòng học, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đầu tư xe mới và tu sửa một số hạng mục công trình, chuẩn bị đủ về số lượng đội ngũ và đồng đều về chất lượng. Tính đến nay, toàn thị xã có 80 trên 86 trường đạt chuẩn quốc gia, có tổng số 2.295 cán bộ giáo viên và nhân viên, thì trong đó có 100% giáo viên đạt chuẩn và 70% giáo viên đạt trên chuẩn. Với tinh thần chuẩn bị chú đáo và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, có thể nói khí thế năm học 2016-2017 trên địa bàn thị xã đã thực sự sôi nổi, qua đó đã tạo tiền đề mới để ngành giáo dục và đào tạo thị xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học.